Mẹ ơi, mẹ đi rồi thì con biết phải chăm sóc ai đây mẹ ơi? Mẹ ơi, anh yêu à, bà mẹ chồng của em ngỏng thật rồi. Từ bây giờ sẽ không ai ngáng đường chúng ta nữa. Tài sản của bà ta em sẽ thâu tóm từ từ. Còn vừa nãy em đã chôm được hết đống vòng vàng ấy rồi. Vâng, thế nhá. Mẹ ơi, con đã lấy hết vòng vàng của mẹ rồi. Con cảm ơn mẹ nhá. Con hứa là con sẽ hóa thật nhiều vàng mã xuống cho mẹ, để cho mẹ tiêu thật thoải mái. Chị nhìn mặt bác lần cuối, xong ra ngoài làm thủ tục tang lễ giúp em ạ. Ừ. Về phần lo tang lễ cho mẹ chồng tôi, cô có chuẩn bị cho chú đáo vào. Hết bao nhiêu tôi sẽ lo. Bác ơi, con dâu của bác ra ngoài rồi ạ. Bác ngồi dậy nói chuyện được rồi ạ. Cảm ơn cô. Cô đã giữ bí mật cho tôi. Nếu không, tôi không biết làm thế nào cả. Không có gì ạ. Nhưng mà tại sao bác lại phải giả chết ạ? Và con dâu của bác có vẻ là rất vui ạ. Vốn dĩ nó đã lên kế hoạch để hãm hại tôi từ trước mà. Và nó mong chờ cái kết này từ lâu rồi cô ạ. Thật ạ? Sao trên đời lại có người độc ác như thế? Thế sao bác không vạch trần bộ mặt thật của cô ta luôn mà lại phải giả chết ạ? Trong tình thế cấp bách, tôi phải làm như thế để bảo toàn tính mạng của tôi. Và hơn nữa cũng âm thầm thu thập thêm chứng cứ để tố cáo cô ta với tình nhân của cô ta nữa. Tâm ơi, con sắp đổ lễ thiếu quả măng cụt rồi. Con quên rằng chồng con thích ăn măng cụt hay sao? Con quên mất, con đoảng quá. Để lát nữa đi về nhà con mua sau mẹ nhá. Bác ơi, bác cứ để đấy để cháu xách xuống xe cho. Này dỗ thằng Hùng ấy, cháu cũng sang để thắp cho nó nén nhang. Giờ có việc gì khó ấy, bác phải Tâm cứ nói với cháu để cháu phụ cho. Không cần phải phụ gì đâu cháu ạ. Cỗ bàn ấy bác đã đặt sẵn hết rồi, mình chỉ việc mang lễ về nhà bày thắp hương là xong. Thằng Hùng nhà bác nó bạc mệnh, may mà ông trời thương bác cho bác một người con dâu thật là đảm đang hiền hậu, coi bác như người mẹ ruột ấy. Dạ đúng rồi bác ạ, Tâm ấy giỏi giang đảm đang là có tiếng rồi. May mà còn có Tâm chăm sóc bác, thằng Hùng ở dưới suối vàng ấy cũng yên tâm phần nào. Chung này, bác cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu đã phụ giúp bác quản lý công ty kể từ ngày Hùng mất. Bác coi cháu như con cháu trong gia đình. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Bác yên tâm, cháu với Hùng là anh em thân thiết. Có việc gì khó ấy, bác cứ nói với cháu. Việc của Hùng cũng như là việc của cháu bác ạ. Ừ, được rồi. Thôi, mình mang đồ về nhà, còn thắp hương không muộn rồi các con. Dạo này mẹ cũng vất vả rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ. Với cả con mới mua cho mẹ lọ tinh dầu mới. Cái tinh dầu này sẽ giúp mẹ ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn đấy ạ. Đây không phải là tinh dầu bình thường. Nó là thứ cực độc. Đủ để chỉ cần mẹ ngửi thôi là mẹ cũng có thể ngủ mãi mãi mẹ ạ. Chúc mẹ có một giấc ngủ ngon. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Kể từ ngày Hùng mất đi, con đã chăm sóc mẹ thật là chu đáo. Con yên tâm, sau này mẹ sẽ không để cho con thiệt thòi đâu. Kìa mẹ, chăm sóc mẹ thay anh Hùng là nghĩa vụ của con mà. Mẹ đừng nói như thế, con khó xử đấy. Thôi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, không mệt đấy ạ. Cảm ơn con.
đổ hết tinh dầu rồi. Phí quá, mình chưa kịp ngửi thế nào cả. Còn Tâm nó mà biết được như thế này, nó buồn lắm. Mình phải lau đi mới được. Sao rồi? Anh nhìn này, bà ta ngửi hết đống tinh dầu này rồi. Bà ta nghèo thật rồi đấy. Em đã bảo rồi, ngửi hết đống này thì làm sao mà tỉnh được chứ. Vậy là bà ta đã ra đi trong thanh thản, không đau đớn. Người yêu của anh giỏi quá. Để anh xem nào. Không thở nữa, bà ta nghèo thật rồi em ạ. Thì bà ta cũng phải ra đi sớm một chút để cho em được giải thoát chứ. Coi như là mình ra tay để cho bà ta gặp con trai sớm hơn thôi mà. Đây, giấy tờ xác nhận tài sản mà em bảo anh chuẩn bị đây. Lấy chỉ điểm bà ta đi. Chuẩn bị hốt tiền nào. Anh này, cứ đóng vội thôi. Đóng đi hệt em. Sao chúng nó dám làm như vậy với người đã kêu mang chúng nó bao nhiêu năm nay chứ. Hùng ơi, có phải đêm qua con về cứu mẹ nên mới khiến mẹ làm đổ cái chỗ tinh dầu đó ra đúng không? Sao trên đời lại có người độc ác như thế ạ? Cô ta âm mưu hãm hại cả mẹ chồng của mình để chiếm đoạt tài sản. Thế bây giờ bác định làm thế nào ạ? Tôi cần thu thập bằng chứng để tố cáo cô ta và nhân tình. Cô giúp tôi được không? Được ạ, cháu sẽ giúp bác ạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Alo. Alo anh ơi, có người muốn gặp anh ạ. Mời vào đi. Chào anh, tôi là nhân viên nhà tang lễ đã xử lý thi thể của bà Nguyệt. Cô ngồi đi, tìm tôi có việc gì? Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi thì chúng tôi đã phát hiện ra cái chết của bà Nguyệt có rất nhiều điều đáng ngờ. Chúng tôi và công an đã phối hợp điều tra và đưa ra được kết luận bà Nguyệt đã bị đầu độc bằng khí độc. Chuyện này tôi biết làm sao được, cô đến đây thông báo cho tôi làm gì? Dựa trên kết quả điều tra của công an, chúng tôi đã tìm ra được dấu vân tay ở trên chiếc bình xông tinh dầu trong phòng bà Nguyệt. Và công an đã đưa ra được kết luận chính Tâm là hung thủ đã hãm hại bà Nguyệt. Vậy thì các người đi tìm Tâm mà bắt, đến đây hỏi tôi làm cái gì? Anh cứ bình tĩnh, tôi thấy anh có vẻ hơi lo sợ quá. Theo như chúng tôi được biết thì anh là người có mối quan hệ rất là gần gũi và thân thiết với cả Tâm, con dâu của bà Nguyệt. Và theo như kết quả điều tra thì anh là người đã gián tiếp thông đồng với cả Tâm để hãm hại bà Nguyệt. Tôi chẳng biết gì cả. Cô đừng nói linh tinh nhá. Linh tinh hay không ấy, ra tòa sẽ biết. Chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng để buộc tội của anh. Nếu như bây giờ anh phối hợp với cả chúng tôi thì anh sẽ được khoan hồng. Và tôi cũng nghĩ là sẽ có lợi với anh hơn đấy. Vậy cô muốn tôi làm gì? Anh chỉ cần làm theo kế hoạch của chúng tôi. Tôi sẽ đóng giả làm người yêu của anh và buộc Tâm phải thú nhận mọi tội lỗi của cô ta. Anh, ai đây? Sao hai người lại nắm tay nhau? Nói thật nhé, tôi đã chán ngấy cái bộ mặt tử tế giả tạo của cô rồi. Giới thiệu với cả cô, đây là Trang, người yêu mới của tôi.
Hôm nay tôi đưa Trang đến đây ấy để muốn nói cho cô biết là tôi với cô chia tay. Anh bị mất trí à? Anh đang nói linh tinh cái gì đấy? Chào chị Tâm. Anh Trung đã kể cho em nghe rất nhiều về chị, nhưng mà hôm nay mới được gặp chị. Anh Trung, hay là mình chơi bài ngửa đi? Được, anh sẽ để em yêu của anh xử lý hết. Hai người đang nói cái gì đấy? Tôi không hiểu. Anh Trung đã kể cho tôi nghe về cô hết rồi. Chính cô đã dùng tinh dầu để hãm hại mẹ chồng của mình. Nếu như bây giờ cô không chia cho tôi và anh Trung một nửa tài sản, chúng tôi sẽ báo công an. Khốn này, mày phản bội tao đấy à? Thôi, đến mẹ chồng của cô ấy, cô cũng còn hãm hại được. Không chừng một ngày nào đấy, người bị hãm hại tiếp ấy lại là tôi. Tôi cũng chỉ đang dự phòng trước tương lai cho mình thôi. Được, có giỏi thì hai người tố cáo đi. Có bằng chứng không? Anh cũng chỉ là đồng phạm với tôi thôi. Có giỏi thì tố cáo xem. Bằng chứng ấy, thì cô không phải lo. Cô không có bằng chứng tố cáo về tôi, nhưng tôi lại có đầy đủ về cô. Và tôi cũng chính là nhân chứng, đã chứng kiến được sự việc cô đã gài bẫy bà Nguyệt. Chính cô là người đã lấy tay bà ta, điểm chỉ vào giấy xác nhận tài sản. Cô còn cãi được không? Anh là đồng phạm với tôi, vậy mà bây giờ có tỏ vẻ vô tội à? Các người cắn xé nhau hay lắm. Bác, bác chưa nghèo à? Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây ạ? Mẹ đồ mồ sống dậy ạ? Cô Trang, sao cô bảo là bà Nguyệt chết rồi? Giấy khám nghiệm là như nào? Cô lừa tôi à? Nếu như mà tôi để cho hai người biết là bác Nguyệt còn sống, thì liệu hai người có để cho bác ấy yên không? Và cũng chưa chắc là tôi có thể thu thập được đầy đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của hai người. Cũng may là bác Nguyệt nhanh trí. Anh thấy chưa, thằng ngu này? Mẹ ơi, tất cả những gì mà mẹ vừa nghe đều không phải là sự thật đâu ạ. Tại vì con cay hắn ta quá nên con mới nói liều thôi. Mẹ có thể bỏ qua hết tất cả mọi chuyện, mẹ con mình lại sống vui vẻ với nhau được không? Cô vẫn còn mặt dày mà xin tôi tha thứ hay sao? Kể từ khi thằng con trai tôi chết đi, tôi đã đối xử với hai người như thế nào, cứu mang hai người ra làm sao? Vậy mà tại sao hai người nỡ gian phu dâm phụ lên kế hoạch hại chết tôi để cướp tài sản? Đúng là cái đồ ăn cháo nam ăn. Bà ơi, bà tha lỗi cho cháu đi ạ. Do cô ta lợi dụng cháu, chứ cháu không biết cái gì cả. Cậu vẫn còn nói được như thế sao? Tôi nói cho cậu biết, cái khăn mà lau thuốc độc ở trong nhà tôi hôm đó ấy, tôi vẫn còn giữ ở trong phòng. Cậu với cái đoạn ghi âm cô Trang vừa ghi hộ tôi, đó cũng đủ là bằng chứng để tôi đưa ra công an rồi. Hai người hãy chuẩn bị mà ăn cơm tù nhá. Mẹ ơi, mẹ. Bác cháu mình đi thôi ạ.